Xin chào tất cả các bạn nhé. Thì đây đây là một chiếc Jbell 150. Chiếc này là bác chủ vừa mới mua xong. Kẻ đăng ký vào nữa, con này bác mua hơn 40 triệu và bạn bác qua nắp thùng nhá. Thì hôm nay là bên mình lên cho xe này đó là chiếc thùng B32 ADV và cặp thùng hông E23R nhá. E23SOR đấy, bản màu đen. Cái này có tích hợp sẵn đèn xi nhan luôn, mình có đấu đèn xi nhan luôn đấy. Rồi, đúng rồi, cái đèn xi nhan này ở đây, đèn xi nhan đấy. Đấy. Xe chưa có biển nha mọi người. Đấy. Đây là toàn cảnh ở trước ấy, anh em thấy nó ngầu không? Anh em mà quan tâm đến nắp thùng cho xế yêu của mình ấy thì hãy qua bên hệ thống bên mình nhá. Đấy. Qua có sẵn